trái với phương pháp phân lớp. CIDR sử dụng ký pháp nhị phân, nghĩa là tất cả địa chỉ IP và mặt nạ mạng con được chuyển đổi thành 0 và 1, tạo nên 32 giá trị thay vì 4 giá trị như trong hệ thống phân lớp. Cấu trúc này cho phép kích thước mạng linh hoạt hơn và tối ưu việc gắn địa chỉ IP. Chúng ta hãy xem ví dụ sau. Hãy lấy địa chỉ IP 10.217.123.7 và chuyển nó sang dạng nhị phân. Cũng làm tương tự đối với mặt nạ mạng con, chẳng hạn 255.255.240.0. Sau đó, chúng ta sử dụng phép toán AND để tính phần địa chỉ mạng và chuyển đổi nó thành dạng thập phân. Chúng ta sẽ thấy rằng phương pháp không phân lớp luôn cần cả địa chỉ IP và mặt nạ mạng con để xác định địa chỉ đó thuộc cùng mạng hay nằm trên một mạng ở xa. Để tránh phải viết toàn bộ mặt nạ mạng con cùng địa chỉ IP, các bit một trong mặt nạ được cộng lại và được gắn cùng địa chỉ IP bằng dấu gạch chéo. Đối với ví dụ của chúng ta thì đó là 8 cộng 8 cộng 4 cộng 0 bằng 20. Chúng ta có thể tính số chạm từ số bit 0 trong phần mặt nạ mạng con. Nếu có n bit 0 thì công thức để tính số chạm sẽ là 2 mũ n trừ 2. Có hai địa chỉ không được dùng cho chạm. Một là địa chỉ mạng, tất cả các bit được đặt là 0, và hai là địa chỉ quảng bá, tất cả các bit được đặt là 1. Trong ví dụ của chúng ta, 12 số 0 cho phép 2 mũ 12 trừ 2 bằng 4.094 chạm. Sự phát triển nhanh chóng của Internet đã làm tăng đột ngột nhu cầu sử dụng địa chỉ IP chung. Trên mạng Intranet, mỗi trạm cần một địa chỉ IP riêng. Chỉ có các trạm nối trực tiếp với Internet như máy chủ, firewall và router là cần địa chỉ IP chung. Tuy nhiên, các trạm trong mạng Intranet cũng muốn truy nhập Internet, do vậy, chúng cần khoảng địa chỉ IP riêng hợp lệ. Để đáp ứng yêu cầu này, một phần địa chỉ IP được dành làm khoảng địa chỉ riêng. Do vậy, khoảng địa chỉ chung và riêng được tách rời nhau. Điều này cũng có nghĩa là không thể truy nhập tới các địa chỉ riêng từ Internet. Do vậy, để các trạm dùng địa chỉ IP riêng có thể liên lạc với các trạm trên Internet, cần có một bộ dịch địa chỉ hay NAT. Bộ dịch địa chỉ mạng là một hệ thống, chẳng hạn router, có nhiệm vụ chuyển địa chỉ riêng thành địa chỉ chung cho dữ liệu truyền trên Internet. Khoảng địa chỉ riêng được xác định bởi ba khối địa chỉ 10.0.0.0.8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16. Như vậy, có một khối địa chỉ lớp A, một khối lớp B và một khối lớp C. Địa chỉ mạng và mặt nạ mạng con tương ứng được hiển thị trên màn hình. Những khoảng địa chỉ này có thể được dùng cho các mạng intranet tư nhân. Như chúng ta đã nắm được các công nghệ tầng giao diện mạng khác nhau và đã làm quen với nguyên lý đánh địa chỉ IP. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về tầng liên mạng của bộ giao thức TCP/IP. Tầng liên mạng có trách nhiệm đánh địa chỉ, đóng gói và định tuyến dữ liệu cần truyền. Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào bốn giao thức quan trọng nhất của tầng liên mạng. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu giao thức phân giải địa chỉ ARP và giao thức liên mạng IP cùng với phiên bản mới nhất của nó, phiên bản 6. Tiếp theo, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu giao thức thông báo điều khiển liên mạng ICMP và giao thức quản lý nhóm liên mạng IGMP. Chúng ta hãy bắt đầu với giao thức phân giải địa chỉ ARP. Để truyền thông với nhau qua mạng, các trạm phải biết địa chỉ phần cứng hay địa chỉ MAC của nhau. Ánh xạ giữa địa chỉ IP và địa chỉ phần cứng được gọi là phân giải địa chỉ, và đó chính là nhiệm vụ của giao thức phân giải địa chỉ ARP. Quá trình phân giải địa chỉ gồm hai bước: gửi yêu cầu ARP và trả lời yêu cầu ARP.
Tuy nhiên, chúng ta phải phân biệt máy cục bộ và máy ở xa. Trước tiên, chúng ta hãy xem xét việc phân giải địa chỉ IP của máy cục bộ. Yêu cầu AIP được khởi tạo khi trạm muốn gửi dữ liệu tới một trạm khác. Nếu trạm nhận thấy địa chỉ đích là cục bộ, thì trước tiên nó tìm địa chỉ phần cứng của trạm đích trong bộ nhớ AIP. Nếu không tìm thấy, nó khởi tạo yêu cầu AIP bằng cách hỏi, máy tính nào có địa chỉ IP này thì hãy cho biết địa chỉ phần cứng. Yêu cầu này được quảng bá trên mạng cục bộ, và mỗi trạm nhận yêu cầu sẽ kiểm tra xem địa chỉ IP của nó có giống với địa chỉ trong yêu cầu không. Nếu không giống, trạm sẽ bỏ qua yêu cầu này. Nếu giống, trạm sẽ gửi trả lời AIP chứa địa chỉ phần cứng của mình cho trạm nguồn. Sau đó, nó cập nhật địa chỉ IP và địa chỉ MAC của trạm nguồn vào bộ nhớ AIP. Truyền thông có thể thực hiện ngay khi trạm nguồn nhận được thông báo trả lời. Nếu trạm nguồn muốn gửi dữ liệu tới một máy ở xa, đầu tiên, nó phải tìm địa chỉ phần cứng của router mặc định. Để làm điều này, trạm nguồn quảng bá yêu cầu AIP chứa địa chỉ IP của router mặc định. Sau đó, router mặc định gửi trả lời AIP để thông báo địa chỉ phần cứng của nó cho trạm nguồn. Lúc này, trạm nguồn có thể gửi dữ liệu. Gói dữ liệu gửi đi chứa địa chỉ IP của máy đích và địa chỉ MAC của router. Khi nhận được gói, router tìm địa chỉ IP đích trong bảng định tuyến và sử dụng thông tin này để chuyển dữ liệu tới đích. Giao thức quan trọng nhất của tầng liên mạng là giao thức liên mạng hay giao thức IP. IP là giao thức không kết nối, có chức năng đánh địa chỉ và định tuyến. Không kết nối có nghĩa dữ liệu được truyền trong các gói độc lập và không có kết nối logic cuối cuối giữa hai thực thể truyền thông. Chúng ta có thể so sánh kiểu truyền này với truyền điện tín. IP là một giao thức không tin cậy vì nó không bảo đảm truyền dữ liệu thành công. IP hoạt động dựa trên nguyên lý nỗ lực tối đa, nghĩa là IP luôn cố gắng tối đa để truyền gói đúng đắn, nhưng trên đường đi tới trạm nhận, gói vẫn có thể bị mất, bị sai thứ tự, hoặc bị lặp. IP cũng có chức năng phân mảnh dữ liệu, nghĩa là chia gói dữ liệu lớn thành các gói nhỏ hơn. Quá trình ghép các gói nhỏ lại với nhau được thực hiện tại máy đích và được gọi là hợp dữ liệu. IP không thực thi cơ chế xác nhận, nghĩa là trạm đích không gửi xác nhận cho trạm nguồn. Cả đích và nguồn đều không được thông báo về gói bị mất hoặc truyền sai thứ tự. Trách nhiệm này thuộc về một giao thức tầng trên, chẳng hạn TCP.